Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một ICO, đó là ICO Investaco. ICO này hiện tại đang có trang web chính thức của mình là investaco.in. Bản ghi nhớ thông tin về chúng tôi, câu hỏi thường gặp và điều khoản điều kiện giấy trắng. Giai đoạn này của ICO này sẽ kết thúc trong vòng 8 ngày 7 giờ tới. Hiện tại thì số tiền đã được mua vào đã là 1.409.357 đô, và ICO này cũng được nhiều trang mạng điện tử công bố qua như Newsweek, Forbes, CCN, SP. ICO này hiện tại đang có các sản phẩm là Crypto ATM, thẻ Crypto, là ứng dụng trên di động, và đây là giao diện của ứng dụng trên di động các bạn ạ. Đối tác của chúng tôi gồm có như là Mastercard, BitTorrent, OniPay, Blockchain Capital USD, rất là nhiều các bạn ạ. Về vấn đề ICO và FinTech tập trung vào việc cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, mới mẻ và thú vị do thiết kế thân lịch nhưng thiếu khách hàng và những người lái xe có giá trị thực tế. Giải pháp Investor được thiết kế hữu ích, chúng tôi đã tận dụng tối đa Crypto và Intech, sau đó chung kết nó thành một tập hợp các dịch vụ cộng sinh hoạt động song song để cho phép người dùng tăng giá trị của các sản phẩm mã hóa của họ hợp lý và hiệu quả. Cấp nguồn cho tất cả các dịch vụ này là mã thông báo INV, là đơn vị trao đổi của các của chúng tôi, và để kích hoạt thanh toán cho mọi hoạt động trong hệ sinh thái của chúng tôi. Nghe hay đấy, học tập để tìm hiểu cách chúng tôi thực hiện. Còn đây là thời khóa biểu bán hàng của ICO, bán trước 0 ngày, hiện tại đang từ giai đoạn ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 thì sẽ giảm giá với mức cao nhất là 60%. Nhưng giai đoạn này đã kết thúc rồi các bạn ạ. Giai đoạn thứ hai hiện tại trong vòng từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 6 thì sẽ giảm giá INV là 25% cao nhất, và kết thúc trong vòng 8 ngày tới đấy ạ. Giai đoạn tiếp theo thì sẽ bán trong vòng từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Mức của giai đoạn này thì sẽ không có phần trăm bên nữa ạ. Investor đang cung cấp mã thông báo INV qua đấu giá cổ phiếu hiện đang mở để phân bổ trước khi bán. INV có được mua bằng nhiều loại tiền tệ, như là loại tiền tệ cho bạn như Bitcoin. Một Bitcoin sẽ tương ứng với 7.712,16 đô la Mỹ. INV sẽ chỉ dành riêng cho các thành viên danh sách trắng với doanh số bán hàng đã được thông báo đặc biệt cho các đăng ký sớm. Bạn có thể đăng ký ngay vào các Facebook tại đây ạ. Bạn đang trao đổi một Bitcoin và bạn sẽ nhận được 0,0 INV. Một Bitcoin sẽ là 0,0 INV đấy các bạn. Mã hóa liền mạch để feedback trong tay bạn, feedback trong tay bạn. Đây là video hướng dẫn cũng như giới thiệu về ICO Investaco. Các bạn có thể bấm vào đây để xem video. Còn đây là giao diện trên đây là app ứng dụng trên giao diện trên điện thoại và cho điện thoại. Các bạn có thể tải về qua Google Play cũng như App Store của Android. Tiếp theo thì đây là mô hình của Investor Parking Universe, gồm có thẻ ghi nợ đa tiền tệ, dịch vụ chuyển tiền, ITM, mạng ATM, sàn giao dịch đầu tư và thẻ vàng Investor. Việc bán mã thông báo của chúng tôi là bước đầu tiên trên con đường đến một trật tự thế giới mới, trong đó chúng tôi là những vị vua của vương quốc của chúng tôi. Vì vậy hãy tham gia với chúng tôi và để chúng tôi nói đủ về sự xiềng xích của các ngân hàng và chính phủ và các nhà quản lý tập đoàn. Chúng tôi là giống mới người sẽ thiết kế trái đất kỹ thuật số. Tại cốt lõi của nó, INV được dựa trên blockchain và C20 Ethereum cung cấp một số lợi ích quan trọng cho trường hợp sử dụng của chúng tôi. Một khả năng tương thích với ví tiền và trao đổi hiện có,
tính thanh khoản và khả năng nhiễm nhiễm với các loại tiền tệ khác. Phân đoạn blockchain với các nhận với xác nhận giao dịch nhanh chóng, phát hành mã thông báo chuẩn và hợp đồng thông minh. UNV của bạn bất cứ lúc nào nhanh chóng đơn giản và luôn ở đó. Investor dashboard cho phép người dùng quản lý toàn bộ danh mục đầu tư của họ trong một giao dịch thuận tiện, bản thể lịch sử giao dịch chuyển tiền, tiền điện tử chuyển tiền, chuyển khoản ATM và nhiều dịch vụ khác sẽ có sẵn trong nền tảng bảng điều khiển. Đây là bảng điều khiển, các bạn có thể xem bảng demo ở đây ạ. Tiếp theo là phân phối mã thông báo và phân bổ mã thông báo ạ. Thì mã thông báo UNV là mã thông báo hợp đồng thông minh dựa trên Ethereum phân tuân thủ ERC20. Mã thông báo sẽ được investor phát hành sau khi hoàn tất việc bán mã thông báo công khai. Chủ sở hữu thẻ sẽ có thể sử dụng UNV trong ngân hàng và nền tảng investor như một phương tiện thanh toán tất cả các dịch vụ trên app của chúng tôi. Thẻ UNV cũng có thể được sử dụng như một phương thức thanh toán cho các sự kiện sắp tới của investor, chẳng hạn như hội nghị mã hóa hàng năm của chúng tôi, hoặc diễn đàn Linkscale của chúng tôi. Những sự kiện này sẽ được công khai trong khóa học và người sở hữu UNV có thể tham dự sau khi thanh toán và sử dụng bán mã thông báo. Cuối cùng, UNV có thể sử dụng cho các mạng thanh toán của chúng tôi, chẳng hạn như thể là thẻ ghi nợ với số tiền được sử dụng làm đơn vị tiền tệ fiat tại bất cứ người bán nào trên mạng UnionPay, hoặc người dùng của chúng tôi có thể chuyển UNV cho người dùng investor khác. Sau đó họ có thể trao đổi nó thành nhiều loại tiền tệ khác như Bitcoin, fiat để chúng tôi cho phép người dùng kiểm soát tài chính và linh hoạt trước đây. Lại icon tiêu chuẩn token ERC20 tên viết tắt là UNV cung cấp tiền sưu tối đa là 50 triệu, sắp hợp là 1 triệu, mỗi cứng là 30 triệu, lãi suất cơ bản là 1 Ether bằng 610 UNV. Các câu hỏi thường gặp mà đối với IC này là chúng tôi có thể tải chứng ứng dụng investor ở đâu, các tiện ích mã thông báo của bạn là gì, tại sao bạn có thể làm được token sale, bạn sẽ giao dịch trên sàn giao dịch nào, tôi có thể sử dụng Bitcoin để thực hiện giao dịch không. Chúng ta có rất nhiều những thắc mắc về ICO này, các bạn có thể vào truy cập vào trang web của chương trình ứng dụng để tìm hiểu sau các câu hỏi cũng như là câu trả lời mà ICO của chúng tôi đưa ra. Của chúng tôi thì UNESA và điều hành của công ty sẽ luôn luôn được thực hiện nhìn thấy của những người đồng quản lý người dùng của chúng tôi. Khi chúng tôi đổi mới, chúng tôi lặp lại để tạo ra các sản phẩm mới, chúng tôi sẽ yêu cầu tự động sự đồng thuận của người dùng. Vì vậy trong luôn được thực hiện tổng cầu khi sắp tham gia các sản phẩm, chúng tôi sẽ không được hướng hoặc né tránh bất cứ thay đổi được thực hiện. Cụ thể là chúng tôi sẽ có những công nghệ mà hết sức là chúng tôi sẽ có những công nghệ mà các bạn từ trong và người ta cũng như là sẽ chia sẻ hành trình với chúng tôi. Nền tảng là chuyển vào điều hành để cũng như kỹ sư tài chính và chúng ta sẽ có thể